mấy thằng nó vô tin nhắn người lạ kìa, không cái bạn cái mình thấy mình xóa hết trơn. Mấy này nó dưỡng đó bạn, mình cứ dùng cái gì này là 2-3 lần vẫn được, vẫn hết nè. Chị cho em hỏi là em nặng xong rồi có tầm bao lâu rồi? Lạnh hả? Dạ. Mấy lẳng lành bình thường quá. Những chỗ mùn đầu trán lẳng lành liền luôn. Chỉ có mấy cái mà em gửi hơi hồng hồng đỏ đỏ đó, lẳng đỏ đỏ ngày đi thôi. Đỏ như cũ thôi. Dạ. Còn như bữa sau em đừng có sờ tay, lần tới là không bỏ luôn. Dạ. Nó mịn liền luôn. Có nhiều đứa có mặt mụn nhiều hơn em này nhưng mà không sờ tay. Dạ, cho em bị những cọt có lây mụn. Ừ. Thế mà do là em rờ, em đi liền thì lúc ẩn thì nó không có bị. Bấm lần nó hết sạch luôn. Cái bơ ra trời những cái quả kìa, trắng mát xíu.
Ừ.